Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với chuyên mục review nhà đẹp Bình Dương. Hôm nay sẽ là một siêu phẩm ở khu 8 Phú Hòa. Đây là căn nhà có pháp lý đúng chuẩn, bao mọi quy hoạch. Cùng theo mình đi tham quan căn nhà này nhé. Tọa lạc tại khu 8 Phú Hòa, hẻm 385 Lê Hồng Phong, có thể đi từ hướng khách sạn Trúc Xanh, Nguyễn Thị Minh Khai hoặc từ hướng karaoke Sunny vào đều được. Các tuyến đường này thông thoáng, xe tải đi tốt. Đường bê tông trước nhà có bề rộng 5m, gần ngay khu dân cư Phú Hòa 1, chợ Bình Điểm, gần trường Đại học Thủ Dầu 1. Căn nhà một trệt một lầu có mặt dựng khá bắt mắt, thời trang và hiện đại, cổng rào chắc chắn, ngoại hình sang trọng. Phần sân rộng rãi đậu được xe ô tô 7 chỗ. Bên hông trồng rất nhiều cây kiểng đan xen với hàng trúc rất đẹp. Sân được lát gạch tối màu sạch sẽ và chắc chắn. Hai bên hông và trước mặt đều là nhà hết. Tuyến đường này có nhiều nhà đẹp và căn này là một trong số đó. Căn nhà có diện tích 4,5 x 20m, có 61m2 thổ cư, tổng diện tích sàn là 135m2. Thiết kế một trệt một lầu bao gồm phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 WC. Căn nhà có đầy đủ phần nội thất được thiết kế riêng, có tông màu sang trọng và trẻ trung. Những mảng tường sáng được nhấn nhá bằng nội thất có gam màu đậm. Nội thất bao gồm bộ bàn ghế phòng khách, kệ tivi, bếp từ, tủ bếp, bàn ghế phòng ăn, chọn bộ giường và tủ tường, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện và các vật dụng trang trí như hoa, tranh treo tường. Nhà bếp liền kề với phòng khách mang lại cảm giác gần gũi. Bếp được làm bằng ván MDF cao cấp, chống ẩm tốt. Không gian bếp này sẽ là nơi sum họp của gia đình trong mỗi bữa ăn, nên chủ nhà đã rất kỹ trong thiết kế và thi công từng chi tiết nhỏ. Phòng khách và bếp cũng được trang trí bằng đèn chùm và quạt lớn mát mẻ, thoáng gió. Nhà vệ sinh nằm ngay phía sau nhà bếp, với trang thiết bị cao cấp. Tầng trệt được bố trí một phòng ngủ được set up đầy đủ như khách sạn. Lấy sáng và gió từ cửa sổ. Phòng tuy không rộng lắm nhưng được bài trí phù hợp, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu. Phía sau là sân phơi được trồng thêm một ít hoa trang trí rất tinh tế. Gió sẽ được lùa từ khu vực này ra phía trước làm thông thoáng cho căn nhà. Nhìn chung tầng trệt đầy đủ các phòng chức năng, bài trí căn bản. Cầu thang được đặt bên trái với tay vịn bằng gỗ sồi và kiếm cường lực. Chủ nhà sử dụng đá màu trắng đi kèm chung tông màu với gạch nền. Chiều cao của các bậc thang cũng vừa phải với bước chân của người bình thường. Tầng trên cũng là những mảng màu trắng sáng kết hợp với màu cam. Phòng thờ được bố trí hướng ra ban công. Bên trong là 2 phòng ngủ và 1 WC.
ban công được trang trí mảng xanh, đảm bảo độ an toàn bằng thanh nhang inox và kính cường lực. Căn nhà nằm hướng đông nên sẽ tránh được ánh sáng mặt trời buổi trưa và chiều. Khu dân cư ở đây đang dần lấp đầy, an ninh cũng được đảm bảo. Căn nhà này đặc biệt có hai phòng ngủ có cửa sổ rất đẹp. Riêng mình chấm căn nhà này ở mức 9 trên 10 điểm. Hiện tại căn nhà này đang được chào bán với mức giá 3,9 tỷ đồng. Hỗ trợ cho khách hoàn công và vay ngân hàng tối đa. Mức giá này được xem là vừa phải trong khu vực. Ưu điểm á thì bài trí khá là hòa hợp, tông màu đơn giản, bắt mắt. Công năng sử dụng là tối đa, có sân trước sân sau, rất là tiện lợi, ô tô. Và sân sau thì mình có thể phơi quần áo này kia. Về phần chất liệu thì nhà xây cũng rất là kiên cố. Phần nội thất thì gỗ có màu đẹp, thì xài chất liệu cao cấp mà để bán sụp. Về phần nhược điểm, đường vô thì hơi xấu một xíu, nhưng mà tương lai thì khi mà đường làm lên á thì đường rộng khá khó. Mọi người thấy căn nhà này như thế nào? Nhớ để lại comment bên dưới. Đăng ký kênh để ủng hộ cho nhóm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.